Hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, nhất là chăm sóc người già thì điều dưỡng là một trong những ngành đòi hỏi lượng nhân lực rất lớn. Tuy nhiên thì theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay hầu hết các bệnh viện đều thiếu điều dưỡng viên cả về số lượng và chất lượng. Trong khi tỷ lệ tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là một bác sĩ trên 4 điều dưỡng viên, thì con số này của Việt Nam mới chỉ là 1 trên 1,5 điều dưỡng. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong khu vực. Chính vì một người phải quản lý gần 3 giường bệnh nên các điều dưỡng chỉ có thể thực hiện y lệnh điều trị và theo dõi mà không đủ thời gian chăm sóc toàn diện bệnh nhân đúng như chức năng. Chia sẻ tại hội thảo điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam, các chuyên gia đến từ Nhật Bản nhấn mạnh việc bổ sung nguồn nhân lực điều dưỡng là vấn đề cấp bách đối với Việt Nam. Việc thiếu 66.000 điều dưỡng hiện nay của Nhật Bản chính là bài học kinh nghiệm tốt nhất cho Việt Nam. Trước đây, Nhật Bản cũng có truyền thống là người trẻ chăm sóc bố mẹ, ông bà như ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển thì Việt Nam cũng không tránh được con đường là dân số Việt Nam đang bị già hóa sau 10-20 năm như Nhật Bản bây giờ. Do vậy, tôi nghĩ thời điểm này, Việt Nam phải chuẩn bị cho ngành điều dưỡng là hết sức cần thiết và hoàn toàn kịp thời, để không phải đến mức tình trạng rất là thiếu khẩn cấp như Nhật Bản mới đưa vào thì khi đó sẽ rất khó khăn. Bên cạnh bổ sung về số lượng thì Việt Nam cũng cần chú trọng đến yếu tố chất lượng của đội ngũ này, bởi hầu hết điều dưỡng viên ở Việt Nam chỉ có trình độ trung cấp và sơ học, chỉ có hơn 4% có trình độ cao đẳng trở lên. Với trình độ này thì chưa nói đến việc có thể di chuyển sang thị trường lao động các nước khác, mà ngay cả phục vụ nhu cầu trong nước cũng không đảm bảo. Bởi vì hiện nay Việt Nam thì có rất nhiều trường đào tạo điều dưỡng, nhưng mà để đưa đến cái năng lực khi điều dưỡng ra trường phục vụ ấy, thì còn có nhiều rất bất cập và nhiều cái thách thức. Đó là cái chuẩn năng lực điều dưỡng của Việt Nam mới có 3 cái chuẩn, nhưng mà ASEAN thì có thêm 2 cái chuẩn, đó là Việt Nam thiếu cái chuẩn là năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo. Thứ hai là cái chuẩn năng lực về làm việc nhóm và cá nhân. Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế cần phối hợp ban hành một chuẩn đào tạo chung cho ngành điều dưỡng, tránh tình trạng không đồng nhất về chất lượng như hiện nay.